Hôm nay nhà mình có nước gì chị nhỉ? Hôm nay nhà có ổi này, cóc này, dứa này, dưa hấu này, trà đao nữa. Thế sữa chua thì có vị gì không chị? Sữa chua có sữa chua dâu, sữa chua kiwi. À thế cho em sữa chua Việt Quất nhé. Một ạ, một cốc. Mà được. Chơi của em được chưa nhỉ? Đây của em đây, 20.000. 20.000. Đây chị này. Khỏi chối, em đi nhá. Sập sập thế.